Táo bón ở người lớn lên ăn gì để dễ đi vệ sinh? Xin chào các bạn thân mến, tôi là dược sĩ tư vấn sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tình trạng táo bón ở người lớn. Các bạn đều biết rằng đây là tình trạng rất phổ biến mà ai cũng có thể mắc ít nhất một lần trong đời. Táo bón không chỉ khiến chúng ta khó chịu khi đi vệ sinh mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Táo bón thì hầu như sẽ được xử lý tại nhà và phần lớn là nhờ thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt. Người cao tuổi sẽ là đối tượng dễ mắc táo bón hơn do các cơ quan bị suy giảm chức năng theo tuổi tác. Vậy người già bị táo bón nên ăn gì để dễ đi vệ sinh? Các bạn hãy xem đến hết video để biết cách lựa chọn thực phẩm, từ đó có thể chăm sóc sức khỏe cho ông bà, cha mẹ mình một cách tốt nhất. Dấu hiệu của táo bón là gì? Có rất nhiều định nghĩa về táo bón, tuy nhiên chúng ta có thể hiểu đơn giản táo bón là tình trạng đi vệ sinh rất ít, khoảng 3 ngày hoặc thậm chí 1 tuần mới đi vệ sinh một lần. Chân khô cứng và khi đi vệ sinh thì phải cố sức để đẩy ra ngoài. Đi xong thì cảm giác không thoải mái, đau rát, phân có thể lẫn máu do bị rách nhẹ niêm mạc hậu môn khi giận quá mạnh. Thậm chí là người bị táo bón còn phải dùng các biện pháp hỗ trợ thì mới đi vệ sinh được. Những nguyên nhân người cao tuổi hay bị táo bón. Vậy tại sao người già hay bị táo bón hơn? Có rất nhiều nguyên nhân có thể kể đến như là suy giảm chức năng trong cơ thể, ít vận động, thiếu ngủ, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, hoặc là do người già thường mắc đa bệnh lý, phải dùng thuốc điều trị. Các loại thuốc đó thì có tác dụng phụ là gây ảnh hưởng đến nhu động ruột và khả năng phân bố nước vào lòng ruột, gây táo bón. Chúng ta hãy cùng đi vào các nguyên nhân cụ thể hơn. Nguyên nhân đầu tiên là suy giảm các chức năng trong cơ thể. Quá trình lão hóa bắt đầu xuất hiện từ năm 30 tuổi và sẽ diễn ra liên tục. Theo thời gian thì các cơ quan sẽ đều bị suy giảm chức năng và cường độ hoạt động. Điều đó sẽ dẫn tới các tình trạng rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Ở người già thì khi hệ tiêu hóa hoạt động kém sẽ ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa thức ăn. Dạ dày sẽ giảm co bóp và lượng enzyme tiết ra ít hơn khiến cho thức ăn được tiêu hóa chậm. Bên cạnh đó thì nhu động ruột giảm sẽ khiến cho thời gian lưu thức ăn ở trong ruột sẽ tăng lên, từ đó sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng táo bón. Nguyên nhân thứ hai là ít vận động. Những người cao tuổi thường ít vận động hơn bởi các chức năng trong cơ thể bị suy giảm. Đặc biệt là ở độ tuổi này sẽ hay gặp các bệnh lý về xương khớp như là loãng xương, đau nhức xương khớp, chân tay yếu sẽ cản trở quá trình hoạt động. Việc ít vận động sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm nhu động ruột và mất đi cảm giác buồn đi vệ sinh. Vì vậy sẽ làm giảm khả năng tiêu hóa của cơ thể, dẫn tới tình trạng táo bón ở người cao tuổi. Nguyên nhân thứ ba là thiếu ngủ, căng thẳng và mệt mỏi. Thiếu ngủ là một tình trạng rất hay gặp ở người lớn tuổi, từ đó dẫn tới căng thẳng thần kinh, lo lắng, stress kéo dài. Khi căng thẳng kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh. Theo cơ chế hoạt động của cơ thể thì khi đó hệ thần kinh sẽ được ưu tiên hơn và sẽ làm chậm hoạt động chức năng của hệ tiêu hóa. Ngoài ra thì stress lâu ngày cũng sẽ dẫn tới mất cân bằng hệ vi khuẩn chí đường ruột, sẽ gây ra tình trạng táo bón. Nguyên nhân thứ tư là chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Chế độ dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới tình trạng táo bón ở người lớn tuổi. Việc uống quá ít nước do các bệnh lý liên quan đến hệ tiết niệu như là phì đại tiện liệt tuyến hoặc là ngại đi vệ sinh do đau nhức xương khớp cũng là một trong những nguyên nhân rất hay gặp ở người già. Việc uống ít nước sẽ làm cho phân khô cứng và khó đào thải ra ngoài. Chế độ ăn ít chất xơ, ăn ít rau củ quả và ăn quá nhiều dầu mỡ, hoặc là người già sử dụng quá nhiều chất bổ, chất đạm sẽ khiến cho hệ tiêu hóa của những người lớn tuổi khó chuyển hóa và hấp thu hết. Nguyên nhân thứ năm là do các tác dụng phụ của thuốc. Việc sử dụng quá nhiều các thuốc giảm đau, chống viêm, thuốc chống trầm cảm, thuốc chứa tannin sẽ làm giảm nhu động ruột và làm chậm quá trình tiêu hóa. Nguyên nhân cuối cùng là biến chứng của một số bệnh lý. Biến chứng của một số bệnh lý ở người già có thể dẫn tới tình trạng táo bón. Một số bệnh lý có thể kể đến như bệnh trĩ. Bệnh trĩ thì những người bị bệnh trĩ có xu hướng nhịn đi đại tiện vì sợ chảy máu và đau. Khi nhịn đi đại tiện lâu ngày sẽ mất cảm giác buồn đi vệ sinh, từ đó sẽ khiến cho tình trạng táo bón trở nên nặng hơn. Tình trạng tiếp theo là suy giảm chức năng tuyến giáp. Chức năng của tuyến giáp giảm sẽ làm giảm tiết hormone T3, T4, dẫn tới làm chậm toàn bộ quá trình tiêu hóa, từ đó sẽ gây nên táo bón. Các bệnh lý khác như là viêm đại tràng, ung thư đại tràng, polyp đại tràng hay là viêm loét dạ dày cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới táo bón ở người già. Vậy táo bón lâu ngày sẽ gây nên những hậu quả gì? Táo bón mãn tính là tình trạng táo bón kéo dài và tái đi tái lại trên 3 tháng, thậm chí là 1 năm. Táo bón lâu ngày không được điều trị có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe của người bệnh nói chung như là bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn hoặc là sa trực tràng. Theo một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, người bị táo bón mãn tính có thể có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn 1,6 lần so với người bình thường. Ngoài ra thì người bị táo bón mãn tính sẽ dễ bị các khối u lành tính ở đường tiêu hóa. Thêm vào đó thì việc cố giận khi đi đại tiện sẽ khiến cho người già kháng sức này, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp như là suy tim xung huyết, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành hoặc là bóc tách động mạch chủ. Do vậy cần xử lý sớm táo bón để tránh các biến chứng nguy hiểm sau này.
cách xử lý táo bón tại nhà. Thì bác sĩ sẽ thường căn cứ vào nguyên nhân gây ra táo bón để lựa chọn được phương pháp điều trị cụ thể. Nhưng về cơ bản, việc điều trị táo bón sẽ thường bao gồm các yếu tố sau. Đầu tiên là chế độ ăn uống. Người bệnh nên uống đủ ít nhất 2 lít nước một ngày. Tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống như ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám và ăn những thức ăn lỏng như là cháo và súp để dễ tiêu hóa. Không nên ăn các loại quả xanh chát vì có chứa nhiều tannin, đây là chất rất dễ gây táo bón. Không nên uống nước ngọt đóng chai, những thực phẩm chứa nhiều đường và không uống rượu bia. Thứ hai là vận động. Người bệnh nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Khi di chuyển sẽ giúp cho nhu động ruột hoạt động hiệu quả, làm giảm tình trạng táo bón. Thứ ba là không nhịn đi đại tiện. Việc trì hoãn đại tiện sẽ gây áp lực lên hậu môn và trực tràng, càng làm cho tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra thì người bệnh cũng nên tập một thói quen đi đại tiện vào một khung giờ mỗi ngày để hình thành nên giờ sinh học cho cơ thể. Điều này sẽ giúp cho việc đi đại tiện luôn được đều đặn trong một khung giờ mỗi ngày. Biện pháp tiếp theo là dùng thuốc. Một số loại thuốc nhuận tràng có thể giúp chữa trị táo bón, có chứa các thành phần như là sorbitol, macrogol 4000, lactulose. Tuy nhiên thì người bệnh nên dùng thuốc theo sự kê đơn của bác sĩ. Phương pháp tiếp theo là thụt hậu môn. Thụt hậu môn thì có thể được áp dụng khi việc đi đại tiện không thể thực hiện được. Tuy nhiên thì người bệnh cần nắm kỹ phương pháp thụt và loại thuốc thụt phù hợp với mình trước khi áp dụng để tránh làm tổn thương vùng hậu môn. Nếu làm đủ các bước trên mà tình trạng táo bón không được cải thiện thì các bạn nên đi khám để tìm ra được nguyên nhân cụ thể, từ đó đưa ra hướng giải quyết hiệu quả. Những thực phẩm nhuận tràng tốt cho người bị táo bón. Đầu tiên phải kể đến là súp lơ. Súp lơ có chứa hàm lượng sulfan cao, có tác dụng bảo vệ ruột và giúp dễ tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra thì súp lơ cũng giúp ngăn ngừa sự phát triển quá mức của một số loại vi sinh vật đường ruột cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn. Thứ hai là các loại quả mọng như là việt quất, dâu tây và mâm xôi có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón bởi vì chúng rất giàu chất xơ. Thứ ba là mận khô, trị táo bón rất hiệu quả bởi vì hàm lượng chất xơ trong mận rất nhiều. Hơn nữa thì trong thành phần của quả mận khô thì còn có chứa sorbitol, rất là có lợi cho đường tiêu hóa. Táo và lê cũng có hàm lượng lớn chất xơ, sorbitol và fructose giúp cải thiện tình trạng tiêu hóa. Hơn nữa, những loại trái cây này có hàm lượng nước cao, giúp cho việc tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón tốt. Chuối thì thường được sử dụng khi bị táo bón, bởi vì hàm lượng chất xơ và nước trong chuối khá cao. Một trái chuối trung bình có thể giúp thúc đẩy tiêu hóa tốt và cung cấp khoảng 10% nhu cầu chất xơ cho người bình thường trong một ngày. Khoai lang và khoai tây, thực phẩm giúp giảm táo bón, có khoảng 3,8g chất xơ trong một củ khoai lang nướng nguyên vỏ. Với hàm lượng chất xơ này thì có thể giúp cho cơ thể ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón một cách hiệu quả. Sữa chua thì trong sữa chua có chứa hàm lượng lớn probiotic. Đây là những vi khuẩn tốt, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột cũng như giúp phân mềm da. Trong các nghiên cứu về vai trò của thành phần này cho thấy, việc sử dụng sữa chua thì có thể giúp điều trị táo bón hiệu quả. Hơn nữa các chuyên gia còn phát hiện rằng cứ ăn khoảng 180ml sữa chua một ngày và thực hiện liên tục trong khoảng 2 tuần có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng táo bón mãn tính. Instagold là sản phẩm an toàn và hiệu quả cho người bị táo bón. Để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa táo bón hiệu quả và an toàn ở người cao tuổi thì tôi xin giới thiệu đến sản phẩm Instagold. Đây là một sản phẩm chứa các thành phần thảo dược và các chất an toàn hiệu quả. Wow. Instagold có chứa fibregum, mủ chôm, phốt, sorbitol và các chủng lợi khuẩn như Bacillus coagulans, Bacillus clausi, các vitamin nhóm B như B1, B5, B6 và vitamin PP. Những thành phần này sẽ giúp tăng cường nhu động ruột và làm mềm phân, giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quá trình đi tiêu dễ dàng hơn. Instagold bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử, trong đó có chủng Bacillus clausi và Bacillus coagulans. Đây là hai chủng lợi khuẩn chủ yếu trong hệ tiêu hóa, được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, giúp cho đường ruột khỏe mạnh hơn. Men vi sinh dạng bào tử trong Instagold cho khả năng sống sót cao ở dịch vị, vượt trội hơn hẳn so với dạng lợi khuẩn trưởng thành. Từ đó sẽ giúp làm tăng hiệu quả cải thiện cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp ngăn ngừa táo bón. Instagold bổ sung chất xơ hòa tan FOS, đây là prebiotic có nguồn gốc từ thực vật, làm thức ăn cho các lợi khuẩn sống trong đường ruột để lợi khuẩn tăng sinh tốt và thực hiện được các chức năng của mình. FOS thì có vai trò như chất xơ trong tiêu hóa, giúp tăng khối lượng phân để dễ dàng đi vệ sinh hơn, làm giảm tình trạng táo bón. Thành phần tiếp theo trong Instagold là mủ chôm. Theo đông y thì mủ chôm có vị ngọt, tính mát, có hàm lượng cao chất xơ, các khoáng chất như là magie và kẽm. Những chất xơ này sẽ trương nở trong nước ở đường ruột, giúp gắn kết những thành phần cặn bã không hấp thu, làm tăng khối lượng phân và nhu động ruột, sẽ giúp làm giảm tình trạng mót dặn và đi ngoài đau giáp. Fibregum là một chất xơ hòa tan được tìm thấy trong nhựa cây keo, không được tiêu hóa và hấp thu tại ruột.
Chất này sẽ hấp thụ nước trong đường ruột, khiến tăng khối lượng phân và làm mềm phân, nên cải thiện được tình trạng táo bón. Ngoài ra thì isotargon còn chứa các chất nhuận tràng thẩm thấu như là sorbitol, galactofructose. Những thành phần này thì có tác dụng nhuận tràng thẩm thấu, có vị ngọt, giúp kéo nước vào lòng ruột, làm mềm phân và tăng kích thước phân, nên phân sẽ dễ dàng đẩy ra ngoài hơn. Isotargon còn bổ sung các vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các enzyme, protein điều tiết ra các phản ứng hóa học trong cơ thể, rất quan trọng trong chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và các chất cần thiết khác. Với dạng gói tiện dụng, hương vị thơm ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi và giá cả phải chăng, Isotargon không chỉ giúp giảm tình trạng táo bón mà còn cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Đối với cách sử dụng sản phẩm cũng rất đơn giản. Các bạn uống 2 gói một lần, ngày uống 1 đến 2 lần. Pha một gói với khoảng 30 hoặc là 60ml nước. Không nên pha với nước nóng trên 40 độ C vì có thể làm chết lợi khuẩn. Khuấy đều 2 đến 4 phút cho chương nở hoàn toàn thì sử dụng. Có thể pha đặc với một lượng ít nước khoảng 20ml để chương nở đặc lại như dạng thạch, hoặc là pha loãng thêm đá lạnh khi uống. Nên uống ngay sau khi pha và uống nhiều nước tăng cường vận động. Sau mỗi đợt sử dụng hỗ trợ giảm táo bón thì nên sử dụng nhắc lại để phòng ngừa các vấn đề về đường tiêu hóa. Táo bón ở người cao tuổi là một vấn đề cần được quan tâm và giải quyết kịp thời. Hy vọng những thông tin hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây táo bón và cách xử lý hiệu quả khi gặp tình trạng này. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng táo bón cũng như muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Isotargon, đừng ngần ngại mà liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được giúp đỡ nhanh nhất. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.